chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Melinda có mặt tại sân góp tuyệt đẹp của Pechanga Resort and Casino để mà cùng chào đón một cái giải đấu rất là vui, đó là Pro Am ngày hôm nay, tức là những người chuyên nghiệp cùng đấu với lại những người amateur. Và đây là một giải đấu rất vui, và Việt Nam của chúng ta sẽ là nhóm của cô Brianna Đỗ và cô Smith sẽ cùng nhau để thành một đội và tham dự giải đấu ngày hôm nay. Và bây giờ ngay tại Pechanga Resort and Casino đang tổ chức chuẩn sẵn sàng cho một buổi họp báo, và mọi người đang chuẩn bị để mà chụp hình để tất cả cùng có một bức ảnh thật là đẹp để kỷ niệm cùng nhau với lại từng nhóm của mình, một người giải đấu cho chuyên nghiệp và cùng với lại một người không chuyên sẽ cùng nhau tạo thành một nhóm để đấu. Và cô Brianna Đỗ thì năm ngoái My Linh cũng đã được gặp rồi, và cô Sarah Smith sẽ là người đánh cặp cùng với lại cô Brianna Đỗ của người Việt Nam chúng ta trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, xin kính chào tất cả quý vị. Tôi là Anna Trang, đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc tiếp thị khách hàng VIP và Á Châu tại Pechanga Resort Casino. Năm nay đánh dấu năm thứ 10 mà Pechanga được tổ chức cho cuộc giải Character Media Pro-Am. Ngoài việc có sân golf được mệnh danh là sân golf tuyệt vời nhất trong vùng, Pechanga Resort Casino đã được vinh dự bầu là sòng bài tuyệt vời nhất Nam Cali, với hàng trăm tay golf chuyên nghiệp tham dự những cuộc tranh giải trong nhiều năm qua. Ngoài ra, Pechanga Casino với diện tích 200.000 square feet là một nơi hoàn hảo mà mọi người có thể vui chơi và thư giãn, với cảnh trí xứ nho tuyệt đẹp của thung lũng Temecula Valley. Thêm nữa, The Cove tại Pechanga lại là một chốn đến tuyệt hảo để quý vị thoải mái tận hưởng, với nhiều hồ tắm, spa, cầu trượt nước, những day bed và một quầy bar. Chúng tôi còn có nhiều nhà hàng đa dạng để quý vị lựa chọn và những phòng ngủ tuyệt đẹp để quý vị có thể nghỉ ngơi khi cần. Good. It's a beautiful day and the golf course looks great, so it should be a fun day with all the Pro-Am partners. Uh-huh. Yeah. That could be great, right? Yeah. Hôm nay thời tiết rất tốt, mọi thứ thật là tuyệt vời, chắc chắn sẽ là một cái trận đấu hứa hẹn rất là nhiều niềm vui của những người chuyên nghiệp và những người amateur sẽ cùng đấu với nhau ngày hôm nay. I wish we were playing together. I don't know if we're going out there today, but it's really nice to be back here and we have a beautiful day for it, so it'll be fun. Oh yeah, so it's your first time of into this program, or you come off a lot of time over here? No, I've been. This might be. I think maybe my seventh time here. So it's really nice to be back and to have some time at the hotel. So. Oh great! Okay, yeah. Đây là lần thứ bảy rồi đó. Là cô Sarah đã có mặt ngay tại sân golf rất tuyệt vời này của Pechanga. Cô enjoy khi đến với lại nơi này. The course is very hilly, so it'll be interesting to see, you know, where the shots go and help my teammates navigate the golf course around the hills. So, yeah. All right. Yeah. Dĩ nhiên là sẽ có một chút khó khăn, tại vì những cái lỗ của và chân gà ở đây cũng sẽ dành cho những cái người tuyển thủ những cái khó khăn đó. Cho nên là cô nói cũng sẽ coi thử, xem thử là trận đấu hôm nay sẽ như thế nào. All right. So, can you please tell me what your challenge is here? I know like 18 holes waiting for you. That's gonna be hard. Can you please tell me? Yeah, no, it's a beautiful golf course, but luckily we're in carts because it is very hilly out there. But there's some really fun holes with a lot of undulations, so it'll be fun to see how we go out there. Maybe it's a go uphill is a lot harder, right? It is, yeah. It plays a lot longer, some of the holes out here, just because of the hills, so it'll be interesting to see how it is. Alright, wonderful. Cô nói đúng vậy, cũng khó khăn chứ, và có những cái thử thách đang chờ phía trước, nhất là những cái lỗ mà ở trên đồi cao đó thì sẽ khó hơn, nhưng mà rất là hấp dẫn và đang chờ đợi. And also, can you tell me which holes you like the most, because we have 18 holes over here. Is it professional golf course for you? Is it waiting for you? Probably number 6. Why? Why is it number 6? It's just a beautiful hole. Oh, it's just a beautiful hole. Yeah, cô nói là cái lỗ mà gọi là cho cô excited nhất, thứ nhất là cái lỗ số 6 đó. Mỹ Lực chắc cũng phải đến đó coi thử coi nó đẹp đó cả nào. Nhưng cô nói, oh, that's beautiful. And how about you? So which hole is like most beautiful for you, most difficult for you? Number five. There's one up here on the, I think is it the front nine or the back nine where you tee up really high? I think that is 5 or 6. 5 or 6, is that what it is? Yeah. Uh-huh. 5 is... with the lake. Oh, up there. I think number six. Uh-huh. I'm going to say the same. 6 is beautiful. You tee up high, up on the hill, and you can see everything, and it's really beautiful up there. Yeah. Wonderful, yeah. Cô cũng nói vậy luôn. Cái lỗ mà khó nhất là cái lỗ số 6, và nó trên cao nhất, đồ đẹp lắm, nhưng mà khó nhất ha. Wonderful. And so, yeah, if you have like, some of your free time, so which one the most you would like to enjoy in Pechanga Resort and Casino? Maybe I'll
check out the spa. I don't know, get a massage, relax a little. So hopefully I have some extra time. All right. Yeah, enjoy. Yeah, còn có thời gian là sẽ massage đó, có những cái relax massage ở đây đầy đủ hết. And how about you? So, well, what do you like the most to enjoy in Pechanga Resort and Casino in here? Well, I'm fortunate I travel with my family, so my son, he loves the pool. So I don't know if it's warm enough today, but the pool is amazing. He loves the cove. The pool is open already, yeah. Right? Okay, wonderful. Dạ, bây giờ tháng 3, cô nói là cô đi travel cùng với là gia đình của mình, người con của cô là thích hồ bơi lắm và hồ bơi đã mở rồi cho nên có thể đến enjoy. Thank you so much and good luck. Thank you. Và kính thưa quý khán giả, như quý vị đã thấy đằng sau lưng Mỹ Linh chính là sân golf tuyệt vời của Pechanga Resort and Casino, gọi là Journey's Pechanga. Quý vị thấy là ở đây sân golf rất là tuyệt vời. Và đây là một sân golf mà người ta nói là sân golf chuyên nghiệp nha quý vị, dành cho các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đến đây để mà enjoy. Và bên cạnh Mỹ Linh chính là anh Khải Trần, đại diện của Pechanga Resort and Casino, để có thể trả lời cho quý vị biết tại sao đây là sân golf tuyệt vời nhất. Dạ, xin kính chào anh Khải. Dạ, ở đây là sân golf tuyệt vời nhất. Tại vì quý vị biết là cái khí hậu ở miền Nam California lúc nào cũng nắng ấm hết, rất là đẹp. Cho nên đối với thời tiết là tuyệt vời. Thứ hai nữa, sân Pechanga được xây dựng vòng quanh một cái ốc đảo, xung quanh cái Temecula Valley, cho nên tuyệt vời. Cái thứ hai nữa là Pechanga được chọn là sân golf tuyệt vời nhất trong vùng. Cho nên tất cả những điều đó là ai cũng muốn chọn sân golf Pechanga để là tổ chức những cái chương trình event như là Pro Am. Và bên cạnh đó thì Pechanga lúc nào cũng cố gắng làm những cái gì tốt đẹp nhất cho mọi người đến đây chơi. Mọi người đến đây chơi muốn quay trở lại chơi nữa. So, chúng tôi rất là hãnh diện là mỗi ngày, mỗi bước tiến của chúng tôi đều là nghĩ đến quý vị để cho quý vị được tới đây chơi, vui chơi, thoải mái. Dạ, nhưng mà như vậy đó thì khi mà chúng ta được lựa chọn là gọi là sân golf tuyệt vời nhất trong vùng thì chứng tỏ là Pechanga phải rất là chăm chút mặt sân, rồi cũng như là phải được sự lựa chọn của những tuyển thủ họ tới đây. Thì hàng năm chắc là có nhiều những người cầu thủ chuyên nghiệp cũng như là những người mà thích chơi golf họ tới đây nhiều lắm phải không anh? Dạ, sân golf Pechanga lúc nào cũng rất là đông đảo, tất cả mọi người đều đến đây chơi golf và đi đến rồi muốn quay trở lại chơi nữa. Và cách đây tuần trước thôi thì nguyên một cái hiệp hội golf của người Việt Nam trên toàn cõi Hoa Kỳ này, 150 tuyển thủ golf của người Việt Nam đã về đây chơi 2 ngày ở đây. Chỉ cực nhóm của người Việt Nam mình đó. Hay quá. National Vietnamese Golf Association on the US. Wow, tuyệt vời quá. Như vậy là năm tới anh Khải nhớ giới thiệu cho Mỹ Linh để Mỹ Linh cũng biết cái event đó, rồi giới thiệu cho mọi người theo dõi đến enjoy nha. Và thưa anh thì dĩ nhiên ngoài sân golf tuyệt vời như thế này thì Pechanga Resort and Casino còn có những điều gì khác để mà những người du khách khắp nơi có thể lựa chọn nơi đây để mình enjoy thưa anh? Thì sân golf Pechanga ngoài những cái dịch vụ là sân golf, mình có spa, có hồ bơi, có tất cả những cái facility ở đây, có mình có thể chỉnh bài, cái đó là một chuyện nhỏ rồi đúng không? Rồi tất cả rất là nhiều nhà hàng, có biết bao nhiêu nhà hàng ở đây, rồi hồ bơi đây rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời, cho nên quý vị nhớ đến với lại Pechanga Resort and Casino để mà mình có thể enjoy. Nằm ngay tại khu vực Temecula, ở đây còn có những khu vực trồng nho tuyệt vời luôn mà quý vị có thể đến để thưởng thức, tới Pechanga enjoy rồi tới thăm khu vực này, cho nên đây là sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là hàng năm đó là Mỹ Linh còn có thấy là Balloon Festival và có cả khinh khí cầu rất là đẹp, mà Mỹ Linh còn thấy là hình như Pechanga còn có sponsor nữa, tại vì có luôn cả cái khinh khí cầu đó, có khinh khí cầu và bay vòng vòng ở đây. Cái event đó là Pechanga cũng có sponsor đó, tại vì lên thấy có khinh khí cầu có chữ Pechanga. Có chữ Pechanga, đúng rồi. Vui lắm, cho nên là quý vị nhớ đến enjoy. Thường là Balloon Festival là khoảng vào tháng 7, cho nên quý vị nhớ check it out nha. Cảm ơn quý khán giả thật nhiều, cảm ơn anh Khải rất là nhiều đã giới thiệu. Và kính thưa quý khán giả, trên tay Mỹ Linh đã có sẵn sàng một cây gậy đánh golf dành cho đánh longboard để đánh banh dài nha. Sẵn sàng rồi để mà có thể enjoy, để đi chơi golf trong ngày hôm nay. Và quý vị có thể tìm đến với Pechanga Resort and Casino để mình có thể đến với lại sân golf tuyệt vời này, để quý khán giả có thể
chào đón một cái mùa nắng đẹp đang đến với California của chúng ta, và để quý vị có thể enjoy tất cả những gì mà vui chơi tuyệt vời nhất đang có tại nơi này. Và đây là Pechanga Resort and Casino, rất là vui mừng được chào đón quý khán giả khắp nơi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tương trình của chúng tôi trong giải Pro Am tại Pechanga Resort and Casino ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và kính chào tạm biệt. Đây là Mỹ Linh và Hoàng Lê của VNA TV.